Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình IT Today. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Cà Mau phối hợp thực hiện. Thưa quý khán giả, tính tới ngày 15 tháng 8 năm 2024, Công an tỉnh Cà Mau đã cấp hơn 807.700 tài khoản định danh điện tử, trong tổng số hơn 1 triệu người trưởng thành đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử và sử dụng VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đạt trên 80%, vượt hơn 40% chỉ tiêu được giao. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau giao cho Công an tỉnh chủ trì thực hiện trong năm 2024. Nhiệm vụ đề ra là thúc đẩy khai thác sử dụng hiệu quả, rộng rãi ứng dụng công dân số VNEID, 40% người dân trưởng thành có tài khoản VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn thực hiện đến tháng 11 năm 2024. Theo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2024, Công an tỉnh được giao chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ và phối hợp thực hiện 1 nhiệm vụ. Trong đó, Công an tỉnh cũng phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoàn thành triển khai các dịch vụ công thiết yếu và đã triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. 15 trên 20 dịch vụ công thuộc thẩm quyền của địa phương, 5 trên 20 dịch vụ công chưa triển khai. Do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thành tái cấu trúc quy trình và tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Công an tỉnh đã hoàn thành phối hợp thực hiện nhiệm vụ triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, đưa ra cảnh báo giúp cơ quan chuyên môn kịp thời ngăn chặn, xử lý và đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ tổ chức diễn tập thực hiện về an toàn thông tin mạng. Trong năm 2023 và 2024, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 132 nhiệm vụ đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo lộ trình kế hoạch đề ra. Theo đó, tiến độ thực hiện đã cơ bản hoàn thành 121 trên 132 nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt gần 92%. Có 77 trên 121 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, còn một nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Thưa quý vị, tính tới ngày 15 tháng 8 năm 2024, hệ thống giám sát an toàn thông tin tại Trung tâm Lưu trữ Dữ liệu tỉnh Cà Mau đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn 9.000 lượt tấn công. Phần mềm phòng chống mã độc đã ngăn chặn hơn 2.800 máy vi tính bị lây nhiễm mã độc và xử lý hơn 1,9 triệu mã độc. Cụ thể, phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung đã triển khai cài đặt tại các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 738 máy vi tính bị lây nhiễm mã độc và xử lý hơn 31.500 mã độc. Lũy kế đến nay, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn 167.800 lượt tấn công. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát phân loại, xác định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho 55 hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 3, chiếm tỷ lệ 80%. Trong đó có 6 hệ thống thông tin cấp độ 3, 38 hệ thống thông tin cấp độ 2 và 11 hệ thống thông tin cấp độ 1. Các máy chủ và máy trạm của tỉnh được đảm bảo an toàn thông tin thông qua việc cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền và được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông cũng vừa có văn bản khuyến nghị các cơ quan đơn vị về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố vào tháng 8 năm 2024. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các sở ban ngành tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cập nhật bảng giá kịp thời lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm Microsoft công bố trong tháng 8 năm 2024, với 90 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan đơn vị kiểm tra rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng an toàn thông tin. Thực hiện cập nhật bảng giá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công. Tăng cường giám sát, sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác tấn công mạng. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ qua số điện thoại 0941 888 880. Thư điện tử ttcntt.lcdiena@cà mau.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát 16 nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2024, tính tới cuối tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Diệt Thắng, huyện Phú Tân đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, đạt 50%. Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa luôn đảm bảo.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng tuy còn thiếu nhưng cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu công việc được giao. Không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2024, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Diệt Thắng đã tiếp nhận 459 hồ sơ, trả trước hẹn 455 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 99%, còn 4 hồ sơ trung hạn. Riêng trong tháng 7, đã tiếp nhận 87 hồ sơ, trả trước hẹn 86 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn xử lý. Qua rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, xã Diệt Thắng đã đề nghị cắt giảm 114 trên 165 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ trên 69% tổng số thủ tục. Mỗi ấp thì được ủy ban xã hỗ trợ cho một cái dạng máy vi tính, một cái máy in để phục vụ hỗ trợ cho bà con nộp trực tuyến tại ấp, không cần ra xã. Bởi vì thực hiện cái quyết định của ủy ban tỉnh thì 100% hồ sơ phải giải quyết thủ tục bằng trực tuyến. Nên ủy ban xã đã vận động và chỉ đạo các ấp đã thành mỗi ấp thành lập một cái tổ để hỗ trợ giúp đỡ bà con. Thì trong thời gian qua thì nhìn chung là các tổ này thực hiện được rất là tốt. Đa số là bà con nộp hồ sơ trực tuyến tại địa phương, không cần ra xã. Ủy ban nhân dân xã Diệt Thắng còn in phát miễn phí biểu mẫu để trưởng ấp hướng dẫn nhân dân và cung cấp biểu mẫu để nhân dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các thiết bị thông minh. Cán bộ ấp cũng quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tiện lợi hơn. Có phân công cho từng tổ viên, tổ tự quản, công nhân tự quản, rồi các tổ hội nông dân. Rồi nói chung mình cũng lồng ghép trong các cuộc họp chi đổi hội, rồi tuyên truyền cho người dân nắm rõ về cái công cuộc chuyển đổi số. Rồi từ đó là người dân đã có ý thức hơn trong cái việc mà thực hiện các việc mà ví dụ như là định danh điện tử bước 1, định danh điện tử bước 2. Rồi từ đó thì cái khi mà có nộp cái hồ sơ trực tuyến á, thì người dân mình cũng đã có được cái hồ sơ để mà thực hiện cái nộp cái dịch vụ công trực tuyến. Xã Diệt Thắng cũng thực hiện tốt cơ chế một cửa tập trung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công tác tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm phát huy hiệu quả, trình độ được chuẩn hóa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác. Ý thức thái độ trong giao tiếp hành chính đã được nâng lên, thể hiện được vai trò cán bộ công chức trong nền hành chính phục vụ. Thông qua họp thư góp ý, khảo sát chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào. Khi người dân đến đây thì có những người dân thì sẽ có tài khoản định danh điện tử và có một số người dân thì ở xa xôi hoặc đi lại khó khăn thì vẫn chưa có tài khoản định danh điện tử. Khi đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con qua bên công an xã để hỗ trợ cài tài khoản định danh điện tử để sau đó mình sẽ tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, xã Diệt Thắng quan tâm củng cố phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 100% văn bản đi và đến đều thông qua phần mềm quản lý văn bản iOffice. 58 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đã nộp được 87 hồ sơ trực tuyến, đạt 100%. Việc sử dụng chữ ký số thường xuyên tại đơn vị, 100% thủ tục hành chính trong hệ thống quản lý chất lượng ISO đều được niêm yết công khai. Mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc niêm yết công khai rõ ràng. Thời gian tới, xã Diệt Thắng xác định tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đẩy mạnh việc tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tổ chức cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình IT Today của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau cũng đã hết. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo.